Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha anh em ơi. Hôm nay thì anh em mình hưởng ứng cái mùa Euro nha các bạn ơi. Hôm nay thì anh em Trọng Tài đây xin giới thiệu anh em là Trọng Tài Euro mà bị gian quá, ăn gian quá cho nên đuổi về. Không phải bắt ép mà gọi là bị hấu lộ nhiều quá. bán đồ nhiều quá. Dạ, anh có thì giờ anh em nói gì nói với tôi, giờ nó cũng đuổi về rồi, đừng nó bị đuổi rồi. Tôi giờ chỉ làm trọng tài làm vui á, giờ sao? Bây giờ là mình thế lại như thế này đó. Bây giờ mình chọn sân, rồi mình chọn đội hình của mình luôn. Rồi. Hai dài hai ngắn. Hai người dài là một phi, hai người ngắn một phi. Bóp lại rồi. Bóp chặt cái tay. Đội dài của Huyền chọn sân luôn nha. Rồi mọi người rút cây nha. Rồi. Rồi bắt đầu rút đi. Không, một cây thôi. Em rút vô thấy cái đầu quả một cây sao, được cái đầu đó. Trọng tài nó nghiêm khắc lắm nha anh em, chú ý nha. FIFA về. Tất cái vụ bữa đuổi về rồi nha. Sao hay vậy ta? Bắt đầu về định mệnh thao ham nổi lên một phê đâu. Phải không? Cây dài phải không? Hai. Đâu? Anh kiểm tra đi, kiểm tra trọng tài. Đâu? Ai nào phê trọng tài? Ờ vũ mập chứ nó nà phê. Đá cho đầu tại bên nhà mình đá phạt. Chọn ở đâu? Chọn sân nào? Bên cây dài chọn sân. Mình chọn ở đây. Đây. Trọng tài. À, cho hỏi là trọng tài có bạc thẻ đỏ thẻ vàng không? Có chứ. Đâu cho coi cái thẻ. Bạn mình cũng chào bạn à. Đây, đây là thẻ đỏ. Ờ lộn đâu đây, đây đây thẻ đỏ. Rồi, thẻ vàng đó. Bây giờ mình chơi cái lá vườn mà phải có cái lá chứ, đúng không? Rồi. Trọng tài uy tín. Ủa chứ đợt Đức đuổi về không cho cầm còi với cầm thẻ vậy luôn hả? Không, nó đuổi đó. Bây giờ đá cái quần không à? Còn cái quần không à? Ai phi nào hai trái trước ăn hay sao? Trọng tài hai trái trước ăn hay trọng tài? Đó anh em đá. Bây giờ là mình không nhiều quá chèm nào đâu. Bây giờ anh em nào mà vô hai trái trước là dứt điểm. Rồi ok. Trời nắng quá. Nắng quá. Hai trái đâu? Nắng ba đây chứ nhiều hộp lắm cũng đi một pha bắn cái vô sao. Muốn cho ba luôn đâu. Hai trái là ai tới hai trái trước ăn một. Biết đâu. Hai trái. Biết đâu chứ mà ấy là nó nhanh tốc độ nhiều hộp á. Ấy là anh Hải anh đá hay lắm, anh đá dễ vô lắm. Bây giờ luật chơi anh em mình thế này nha. Bên này vô hai trái trước ăn. Đúng không? À, và nếu mà đội thua thì bây giờ lớn luôn Nguyễn ơi. Đội thắng muốn ăn cái gì đội thua mua đội thắng ăn. Bây giờ chơi là đội thua tự bỏ tiền túi ra luôn đi. Đâu là chơi khổ bóng đúng không? Sao sao sao? Giờ hôm nay ăn đá banh quá trời mà. Đây chú bữa nay sẽ nhận lương luôn nè. Sao dám nha không? Trời trời là bữa nay anh không cần bỏ tiền túi. Đúng không? Ok không? Chơi khổ máu luôn. Rồi trọng tài làm chứng nha trọng tài. Đó thỏ tay hay là đó treo tay. Rồi giao lực trọng tài. Đây, bây giờ là bữa nay mình cho nó đọc và lạ tí xíu. Bây giờ anh em nào kỳ đá mà vô là phải cầm vậy nha. Kéo tay vô. Rồi. Tôi thả vậy là vô là tôi cũng không cầm vậy. Rồi. Rồi kéo tay như thế. Rồi. Kéo tay nữa hả? Pha mà. Khi đó là chị là cũng phải như vậy. Kéo mình đưa cái đậu tay Ban Nha cho. Tay Ban Nha về luôn. Cho tay Ban Nha. Ổn định chưa? Rồi. Ổn định. Bên mình giao anh. Bên tôi cây dài mà. Bên chỗ xanh bên đây giao anh chưa? Này giao lực thêm là thí dụ như bây giờ lỡ thằng Vũ nó về nó nằm ngay cầu môn nằm ngang đấy làm sao đá vô? Cái trường hợp mà nằm ngang là phải cách nhau là ít nhất kiểu phải là từ cái hai cái thùng nước đó đến trên là một mét. Rồi phải cách này chứ. Tướng Vũ nó nằm ngang ông nội ai đá cho vô. Coi trọng tài là bút đi em. Coi cái quạt đi nghe. Rồi rồi. Trời ơi. Ông ơi. Ông ơi. Đây là lần đầu tiên nhắc nhở nha. Rồi. Lần đầu tiên là nhắc nhở nha. Trọng tài, trọng tài. Nếu như bị thi đỏ thì sao? Thi đỏ là ra sân. Bao nhiêu phút? 2 phút. Rồi, 2 phút phải không? Lúc đó là 2 trời 1 nha. Rồi. Vâng. Một lần thôi nha, không có lần thứ hai nữa, lần thứ hai là rút thẻ. Bạn tôi đang lấy gạch. Im lại cho hỏi mình quá. Ê! Quá vô. Không vào. Không vào, không vào. Mang dép hả? Trọng tài. Nóng quá anh em cho anh em mang dép trọng tài ơi. Trong tay mà chịu nổi không phải mang gì thế. Ôi sao cái đúng sao phủi luôn. Phủi chân luôn. Phủi chân. Bắt bóng. Quả vũ. Thôi. Đi đúng rồi. Quả vậy. Thấy chuyện viên rồi đó. Trong tay không biết thôi chứ. Chẹp. Bắt đi. Chưa. Bắt đi. Bắt đi. Bắt đi. Quen. Trọng tài, trọng tài. Trọng tài chú ý cầu thủ đây hay thả tay nữa trọng tài. Khoan khoan. Ừ. Thấy không? Giải, phải giải. Quân. Rồi rồi rồi. Thả tay, thả tay. Thả tay, thả tay. Thả tay, thả tay. Thầy đưa bánh đi, họ kép mà được rồi anh. Nghĩ đi anh Tuấn. Quán quá. Trọng tài giám sát kỹ cho trọng tài. Ông mà đuổi lần này đuổi nó là loại luôn nha. Hay quá. Hay quá rồi. Shoot. Đập sang ngang. Đập sang ngang. Giờ
Không vào. Không vào. Vô người này vô. Ôi, người ta vô. Công nhận, công nhận. Trọng tài, người ta vô trọng tài là vỗ tay dưới trọng tài. Có bốn người rồi, mình cộng lại hai bên luôn. Lên vô, lên vô. Trọng tài mà. Coi như rồi, chắc chắn là trọng đá suốt tứ một cái nha. Cái còi trọng tài bị ngặt. Lên vô ơi. Trọng tài có phạt không? Con công nghệ ba không? Trọng tài có công nghệ ba nha trọng tài ơi. Cái này là cho cỏ nắng trơn hết trơn nắng. Con nghệ mập quá anh lăn. Lăn này ôm tí cho đâu có chơi xấu đâu. Trọng tài coi, phạt trọng tài. Ừ, vậy mà. Rồi rồi, ok. Công nghệ ba kìa. Lên đi. À công nghệ ba. Bê tay. Nope. Ủa anh có lùng vô trong này? Vô anh ơi. Mình không nói. Mình không nói. Ủa anh có vi phạm lỗi không? Không không. Tại sao? Toàn là lúc lúc toàn là chị Minh là toàn có thở tay chút. À. Nhưng mà quả bóng này là do hở vào hở bàn. Hở tay làm chấp nhận chưa? Đúng rồi. Làm lỗi chưa? Sai nhưng mà cái quả bóng này là sai từ đầu là thấu từ đầu phạt chứ. Bây giờ tôi làm được. Được. Bây giờ là 3 cái. Cái này. Một không được. Không, ít được. Không, tao đưa qua. Mà hở. Tao đưa qua mà hở. Đúng rồi. Mấy camera kia không có cơ một mà. Nhưng mà không. Rồi bây giờ theo 15 phút mà bàn luận là giờ quả bóng này không ghi nhận. Không nữa đi. Toàn trọng rất là cao thượng. Cao vô. Chấp nhận. Không phải. Đâu giờ mình làm lại. Không biết trọng tài đến đứng xanh là người quá với đứng xanh này nữa. Không thua hái không được manh động nha. Xuống manh lại cho. Xuống cầm bóng lại cho. Trọng tài này luôn lộ ơi. Đây chị lên vô. Rồi. Tỷ số 3 là 1-0 các bạn. Đâu giờ mình làm lại các bạn. Trọng tài coi đi ngang. Qua vô. Ra sao? Vậy lên nhúc, mang dép lên. Dép từ từ, vàng dép rồi. Bây giờ bỏ dép luôn. Cái giọng đó bên này lắm mà. Hay quá rồi. Chú nói hôm qua nó lậu biển giờ còn thấm thường, em nấu. Đúng lần nha, trong này giám sát kỹ nha trong này. Không vào. Sao vô trong này? Bây giờ nếu mà nói về tôi cũng từng làm trọng tài riêng về châu Á là trọng tài tôi là Nhật mà. Bên đó là tôi rất là chuẩn, còn Việt Nam sao tôi biết, nhưng tới bên này là phải công nhận. Toàn như trọng hai cầu thủ quá xuất sắc. Bây giờ hai ông Minh Tháng, ông muốn ăn gì nói tôi mua. Tôm hùm rồi Alaska là si quách gì là tôi mua hết. Đừng bắt kể cái gì. Anh em góp tiền lại chứ, chia chứ. Góp chứ. Có cả anh hỗ trợ thêm không? Không không. Có đậu tay mà. Nè đánh lương mà lũ trợ lúc rồi. Sao nó có chút mà không nào ta? Sao có? Mà không giờ không có. Cái đậu tay bằng nhau hay không được. Thích dữ không? Đây là đậu, anh biết đậu gì không? Đậu bê đu à. Ờ chẳng chứ dư toàn nghiên cứu cái món gì bắt kể món gì nha. Ok. Nếu nhiều tiền quá có thể anh hỗ trợ, nếu ít tiền mà cũng được. Rồi ok. Anh hỗ trợ 50% đi nha. Rồi ok. Thôi ông chịu 50% cũng được. Rồi ok. Thôi thôi, anh em mình uống nước rồi à. mình lo mình về mình nghiên cứu cái món này. Xong dư trọng nghiên cứu món cho biết cho nha. Trước tiên cũng cảm ơn tinh thần hai đội đã hòa đồng. Sau trận bóng này thì trọng tài cũng có gì. Dạ, cảm ơn anh em. Hãy ông bức xúc quá, làm sao rút kinh nghiệm nha bạn. Dạ, cảm ơn anh. Xin anh cũng trân trọng. Ok. Ý anh trân trọng anh về nhận bỏ khách với nó nữa. Khách gì nhận cũng xe ôm. Đây kệ anh chứ. Xe ôm ấy. Ấy là anh nhận cái kèo cho ông mà. Mà do mấy anh em nhờ anh qua đây. Ui, bằng tay đưa anh xí đỉnh công cán lên chứ. Ở chứ. Quỳ tí hơi thai đâu mà. Anh ở thành phố là kèo đây là phải chai chai mấy á. Thôi giờ về quê dịch đã mà. Sao mình đi là trong Sài Gòn là chai chai mấy. Đúng không, nãy đi cũng 15 phút là chai chứ. Còn nãy giờ anh em mình dịch, mùa dịch đâu đưa anh hai chị ngày công cho khổ mà. Vũ em đưa luôn chứ. Cái là bên thua đưa hay là bên Tháng đưa ta? Thì tùy mấy chú. Thôi trọng tài đưa đây. Chắc nghĩ là bình thua được quá. Không, trọng tài tao có tiền túi. Mày uy tín chưa?
Đó, đỡ lỡ cho từ ạ tới chết rồi mình chung luôn đi. Đâu, anh cứ ngầu để đi từ từ uống miếng nước rồi. Không, anh còn bỏ khách ở bên đèo đâu nhiêu á. Hứa người ta, à, hứa ta chở mà. Lỡ rồi cho khách đi. Hứa thấy anh đi làm dai mà nhật. Thì anh đủ nghề hết á. Cái gì anh cũng làm được mà. Thôi bây giờ lỡ rồi anh để khách đèo ở đây làm món ăn. Thôi được, được, quy chính này. Nói làm ly nước rồi đi gì. Đây, cảm ơn. Đeo lộ ly nước hả? Bữa nay mình làm cán bộ chắc giang đói rồi. Ok, hết tiền. Đậu trừ 100 em. Lấy nước 100 em. Lục. Ủa, nước có tội quyền mất mát cái gì hả? Mát chưa? Ủa, quán của em là một chai nước bao nhiêu tiền em? Một chai nước này là bao nhiêu tiền? Phi hết mà, phi hết. Nè, thấy mấy vừa mùẹo râu anh bán đồ mà thấy mấy anh em bạn bè cũng đánh bắt sơ bờ. Thấy anh hai cũng anh đi ra đảo, cũng sắp tới tao đảo rồi đeo. Đen quá. Ừ. Bây giờ mình kiếm cái món gì vũ cho anh hai kiếm cái món gì, cái con gì nó đỏ, cái da đỏ hay cái bánh gì mà miếng nó mà đỏ được à? Tao biết không? Con rồng đỏ, máu uống rồng đỏ này. Bữa nay chạy màu đỏ luôn rồi, cho hay nữa. Cho nó hay đi. Mày uống xe tiên mà đỏ sẵn mình kêu cái món gì mà đỏ ra vũ. Chắc tôi chạy ra chợ tôi kiếm con gì mà đỏ cũng được phải không? Ờ, à, nghiên cứu đi. Cái da mà đỏ được à? Khó đó nha. Nếu không có thì làm sao? Không có, mình về mình kiếm con khác kia mình dễ vô mà. Cái da mà đỏ ấy. Ừ. Khó đó. Đỏ. Em nấu cái món gì mà cua. Cua. Cua uống được tay. Làm cho cá đi. Tây ơi. Rồi tây. Món này mày làm. Món làm mày. À, à, cua nấu ra nó cũng đỏ á. Đi ra chợ kiếm nó. Anh hai. Đừng có đeo người đây một gương mặt tiêu biểu anh hai. Sao bữa nay ra mà thấy đời anh giọt. Từ gió từ phương xa thổi về biển cả. Không đem bạc dũng đầu Long Hải, không tôi buồn như là còn hôm không tôi vui bằng nhà cánh hôm nay. Đoàn nghệ thuật trẻ chúng tôi từng lưu diễn khắp nơi. Mà bữa nghe nói anh thua anh cầm chiếc con tàu anh giọt. Cầm luôn đâu. Thù quá. Không còn đường nào nữa. Mà sao dép dép tay mình mang để đánh dấu là khi mình xuống không cầu lại giang là mình để đâu giếp vô đường biết giếp của mình. Ủa, giờ con biết. Ủa. Anh em ơi, đây là kết quả của mùa World Cup nha. Euro em mang tất cả anh em đừng có giống như anh ấy nha các bạn, thấy đừng sợ rồi. Anh mai mốt có đi kêu nãy giùm em nha. Anh hãy cố gắng nha. Hôm nay thì anh em quyết định chơi cá đỏ cho nó lấy lại cái phong độ. Cá đúng từ vô mùa đầu tôi nói vậy. Vừa câu vô tôi xách đầu tôi đi luôn á. Mai ký. Cái bể cái rử gần 2 kg đúng không? Ừ, cái răng nó liền không? Hy vọng là sau khi mình ăn con cá này thì anh em mình sẽ đổi vận nha. Cố gắng lên nha các bạn, đừng có giống như bác sĩ do này nha các bạn. Nghiến tự do. Bị hôm anh tỉnh mà sao đang đừ vậy ta? Ủa chứ nãy bây giờ thấy thuốc mất vô tù biểu sao? Mất vô tù mà. Chú Hải nó cũng đừ rồi đấy. Quay con cá bị làm món gì ta? Ủa con cá này người ta câu luôn hả? Nha. Câu mà. Cướp kìa. Ui bằng bám kìa. Mày ơi, bây giờ con cá đây mình làm wasabi để vô không? Để tôi đậu tháng muốn ăn gì tôi làm cái đó chứ okay. Sao giờ qua sơ bì đi được không đạt? Được. Con cá đây là người hoạt tên gì vậy? Cá đỏ. Ủa nó tên đỏ luôn hả? Ồ hợp lý á. Ôi cảm ơn em đã tìm được con cá. Cá đỏ rồi. Vừa tới chợ là mua ông khách lên lụm đầu luôn. Con này mua nhiêu vậy? 400 mấy. Chút vậy à? Xí cho anh ấy ăn gì nè. Cho ông ăn thêm chưa có một vạn đỏ chứ. Cá đỏ thì 430 luôn. Ủa em ơi, sau thời gian mà anh em chế biến được con cá làm món mụt tạc à. Con này mình lấy vô quán để một con này cũng nhận đẳng cấp nhà hàng. Đúng rồi. Con cá đây là cá. Cá đây không có cần mà lột da đâu, lấy cái ăn giữa là ra. Cá đây gọi là cá giữa da. Ủa? Đó vậy. Thế nãy mình lột chưa hay là chưa? Có đá rồi tự bêm da. Lột rau, lột rau. Mày có tiếng sao? Anh em ơi, hôm nay anh em mình ăn con cá đỏ nè. Sẵn đây mấy anh em góp ý để cho anh ấy ra mời anh ấy vào anh dùng cùng anh em mình cho anh đỏ rồi chứ. Anh ta nghiễn thì vô anh vào bờ vậy nè, đi xa đất liền quá chết chưa, bây giờ tình hình chung là bây giờ chết luôn á. Chết luôn sao anh chết anh? Anh vô có bài thơ nào tặng luôn em không? Có chứ, bài thơ gì mình rượu. Bài thơ gì mình rượu ấy? Rượu cũng gạo mà ra, ta lại uống rượu cũng là anh cơm. Uống rượu nó có mùi thơm, uống vô một người một lít là nó bơm lên anh hùng. Uống rượu đừng nói lùng bùng, uống rượu có người không người điên. Uống rượu cho nó liền thiền, uống xem 5 lít đây cũng có kể khi người về. Uống rượu đừng bàn số đề, chiều trúng nó về nói chung. Con cá đỏ chiều 430 luôn nha. Đâu có đi đâu, đi xa xa chút luôn. Không, anh là anh về rượu nó khác. Còn ở trên người ở trên kia nó kêu là rượu vô lời ra, nó nói nhanh gọn nghe không à. Ôi, anh ấy bề hôm cũng gặp anh bình thường mà sao nay anh hơi tao là Euro đưa do đi sao quá. Cái lúc trước mà ra cái quán anh trai quán anh bán ra nè, mình tưởng là anh cũng gọi là tọc tẹt á. Không, tưởng anh là gương mẫu, là mẫu mực người đàn ông, thấy đảm đang quá mà sao mới ra dịp Euro nấu lên chung mà thằng thế đó thằng thế tạo nên anh đông mà rất nhanh là dòng đời không may mắn như dòng sông, các dòng sông đều đổ ra biển lớn mà biển lớn mình bắt cá ở biển lớn về sao lại giống thành đông dài vậy là biển rồi. Ơi con cá đỏ đó bên trong nó cũng đỏ luôn nha, thịt nó có chỗ đỏ hồng đào
Con này mà nếu mà nấu ngót, nấu cát nó cũng ngọt, ngọt. Để ấy nó cát hết lạnh rồi. Anh em ăn tới đâu cát ấy luôn các bạn ơi. Mời tất cả cả nhà đây, anh Do mời anh dùng cái đỏ cho anh vào bờ rồi an toàn. Rồi rồi rồi. Em cuốn cho anh Do cái cho anh vào bờ nha anh Do nha. Anh Do làm cái điều không? Rồi uống vô. Bây giờ thứ gì cũng uống được hết mà. Uống được thuốc độc uống được luôn rồi hết. Gắp cho anh Do miếng đi. Đây, con Do đây. Do anh chấm đậm đậm để nó vào bờ anh Do. Do xin mời chấm nước chấm. Anh Do nha. Rồi. Tôi làm uống mình cũng làm một ly đó. Anh hai làm anh hai. Ui, cái gì? Chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng con cá chiều nay 30. Anh Do làm lại cái. 30 đầu đuôi. Ủa, cái gì đó? Anh nhớ cái tay bờ anh chấm cái này. Bờ hai nha. Cái gì đó nha. Uống xem mà tréo cái đó nha. Chiều nay mà nó lỡ hải ra đi tôi dẫn quang luôn. Dẫn quang luôn. Ủa, đưa tiếng ly ái sang xong. Giải quan, giải quan. Giải quan vỗ tay. Giải quan, giải quan. Tiếp anh, tiếp anh. Bà đi rượu ăn. Nghĩ tự do sao trời nén cái độ nhiệt 30 mét được xe. Sao giờ nó lộn não. Anh em có gì thật bảo nè. Chấm luôn anh. Chấm luôn. Chấm luôn. Chấm luôn anh vô. Anh có bị Covid đâu mà sợ. Anh mời cả nhà ra. Anh mời cả nhà ra. Rồi, mời cả nhà đó. Mình làm một miếng con cá đỏ chiều quýnh 30 đầu bán hả? Ok, kêu tao thấy là này hỏi anh là còn tiền mà chịu xuống xác còn tiền không? Ngon anh vô. Cái bóng ném quá. Bóng ném. Ném. Bây giờ tiền không đó. Clip này không thể nào mình đăng trước 5 giờ nha bạn. Để ngày mai đăng. Hồi sáng có người nói tôi là mới 5 giờ sáng gọi tôi là kêu cầm số đỏ đâu. Tổng dữ không? Anh em đừng có ham mê mấy cái loại nghề thật đấy khổ nha các bạn ơi. Bạn bạn nghe. Thấy anh Do anh em mình làm gương mình ní ra nha anh mà. Đây cũng như là lời nói chấm đậm đậm thôi các bạn ơi. Cảnh tỉnh anh em. Ồ, mấy miếng cá nó ăn miệng ghê đẹp ghê ta. Ăn cho đỏ này ơi. Ở đây nha. Nói gì là cá này bạn ơi. Đục. Quá lạ luôn. Rồi, cái vào đây nha. Tháng này, cái tháng này cái tuổi nó đi trước con người vậy sao đâu mà nó thấy nó mệt mệt. Nó mời ta cá đi nha. Cá. Đi nha. Cá thì dài. Ừ. Thì mãi ăn cá đỏ là có đã luôn á. Có đã luôn. Quấn 30 đầu có là đã có luôn. Rồi nó là ăn cá đỏ. Nè vui dễ sợ luôn. Năm ly các bạn. Năm ly đi. Không em uống, anh uống không? Anh uống nữa không? Uống ra. Uống ít thôi, để anh uống ít thôi. Càng ném. Càng ném uống ít thôi. Anh hai làm nữa hả? Cái hai ba bột bi quá. Đổ mà. Anh em ơi, con cá này nó ăn quả ngon. Ngon. Giờ thịt nó dai mà nó ngọt. Có tư á. Có vừa mới câu vô rách đầu ly luôn mà. Ôi mời cả nhà miếng cá đỏ nha các bạn. Cái mà hấp hay nó ngót vậy vẫn ngon vậy không? Béo luôn. Còn gấp cho anh Do miếng nữa, toàn là cho anh đỏ luôn. Bữa nay mai mình đi công trình rồi mà. Nói chung là mình đang cá đỏ đây mình chúc anh em tất cả anh em mọi miền nước là chiều nay có đá đánh xa bờ là cho bờ sớm nha. Càng sớm càng tốt chứ không bỏ tháo gì hết. Đây anh Do. Rồi. Rất cảm ơn Hàng Phong Vũ. Cho tôi làm Hàng Phong Vũ. Hàng Phong Vũ. Vũ cơ hàng hả? Anh em ơi, mình thấy anh Do cực kỳ tính anh hay nha, mình thấy cực hay luôn á. Năng lượng tốt không? Mình vui là chính là Vinh, lên Vinh là có nải chuối mà mới không vui. Anh làm xiên đó bạn ơi, hồi nãy giờ mấy anh em mình nấu cái này nè, anh cứ chạy đi mua đá dùng cho anh em mình á. Làm xiên đó. Vô coi. Dạ. Anh Do anh kêu là anh xin anh em mình vô tem, xin diễn á. Nếu mà vô tem được cái là anh cả phát mộc luôn. Đúng không Vô? Đúng rồi. Sao cả? Cho vô luôn. Giá cả bao nhiêu không biết nhưng mà cho vô luôn rồi. Giá cả vô. Giá cả không biết. Miễn là có chỗ nương tựa được rồi. Anh mời khán giả cái này đi. Mời khán giả này, cứ thưa quý vị từ thành thị đến nông thôn, từ sân quân từ sông bóng đá này. Do chào từ Thanh Hóa, Tần Tiên Quang, do chào Hà Giang, chào Sang Bái, do chào từ mấy cái về lại Hà mọi về mình tất cả tất cả chào các bác mọi người. Đem cái nữa. Có đêm là nghĩa tự do, người thấp bé nhỏ con nhưng không có tài. Bố của Do là Lò Văn Xài, bán rượu liễu sai con trà. Mẹ của Do là Bạch Thu Hà, bán trà đá tiếp bến phà Bình Lương. Gia đình của Do kinh tế rất là tầm thường, nhà chỉ có cái giường 400. Bố mẹ Do sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say. Mà rượu say thì bát đĩa nó cũng bay, xin các bác phát đề đâu buồn. Vô tay lên các bạn ơi. Tôi làm miếng màu nha. Không, bữa nay căn nhà rất là nhường quá. Quá đỉnh. Ê bộ luôn. Quá đỉnh các bạn ơi. Ai á, anh Do công nhận anh sao anh hay Do lắm. Rồi, anh còn good job á. Quá tuyệt vời. Mẹ không mà thứ bảy chủ nhật là cái mẹ không mà anh kể cho hiển nghe. Không phải gì cờ bạc mà ra anh đi đâu quýnh tay đầu. Nó cầm đầu 3, đầu 4 như con niềm như đầu xéo. Mình bấm quýnh đầu 2 đã đó. Chứ cái tao cứ tép một cái xếp bài lại nhất kia. Ai cái người mà làm vậy Do? Sao đâu thiếu con niềm dạy không biết được thì tôi thua không biết được tôi nhớ. Vậy cũng do mẹ rồi. Anh Do, em hỏi anh bây giờ anh thích gì nhất? Là mình là nghiến do, thích tự do, không ai ràng buộc tới mình nào hết. Nhưng mà nhà này có ai đi không? Đừng gọi nợ quá trời. Đeo đầu. Tao anh ngủ tao ngủ không được, tao phải làm ly rượu. Tao anh có về nhà ngủ với vợ không?
thỉnh thoảng ưng về có ưng không à. Dạ vô nhà không anh? Ừ. Không, nó không dám giờ làm điều đó nhưng mà thích vô thích rồi. Anh vô thích vô. Anh em ơi, mình cũng xin tạm dừng clip tại đây anh em ơi. Anh Do công nhận hôm nay anh Do tạo như mình một cái luồng không khí cực kỳ mát mẻ. Một luồng gió mới giữa cái trời thời tiết nóng nực như thế này các bạn. Và đặc biệt có anh trọng tài xe ôm nè, mà anh về bắt đầu anh không ở được nha, anh ấy cũng vui. Mấy anh em nào yêu quý anh Nhật xe ôm và anh Do thích làm nghề tự do thì anh em cho một like để lần sau mình tìm anh này để vào clip với mình nữa anh em. Chào anh em ơi. Chào ơi. Ông Nhật với ông đây vô hai người nói chuyện rất cờ bé bụng.